Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vọc Vạch của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ thử khắc phục cái lỗi đó là con iPhone của mình thì nó bị đen màn hình và gọi điện đến thì vẫn có chuông nhá. Bây giờ mình sẽ thử cho bạn coi này. Đây mình đang thử gọi đến cho các bạn coi nhá. Đó các bạn để ý này, vẫn có chuông này. Hiện tại thì mình đang để chế độ rung thôi nhá. Đó. Bây giờ thì mình sẽ thử đi khắc phục cái lỗi này coi sao nhá. Cái lỗi này xảy ra có khả năng là con điện thoại của mình nó bị đơ, bị treo nhá. Bây giờ mình sẽ thử khởi động lại con iPhone này của mình coi sao nhá. Ở đây hiện tại của mình đang là sử dụng con iPhone 6S nhá. Đối với những cái con điện thoại từ iPhone 6S Plus trở về trước thì các bạn sẽ bấm giữ cho mình đồng thời phím nguồn và phím home nhá. Còn đối với iPhone 7, iPhone 7 Plus thì các bạn sẽ bấm giữ đồng thời cho mình phím nguồn và phím giảm âm lượng. Còn đối với iPhone 8 trở lên thì các bạn sẽ khởi động lại điện thoại bằng cách là các bạn bấm tăng âm lượng này, sau đó là bấm giảm âm lượng, sau đó là các bạn bấm giữ nút nguồn nhé. Đến khi mà nó hiện lên logo thì các bạn nhả ngón tay ra cho mình. Bây giờ đối với con này thì mình sẽ bấm giữ nguồn và phím home này nhé. Đây các bạn để ý này, mình sẽ bấm giữ đồng thời hai cái phím này. Các bạn để ý nhá, nó nháy. Rồi, nó hiện lên logo này, mình sẽ nhả ngón tay ra nhé. Đó, như vậy là iPhone của mình đã khởi động lên rồi nhá. Bây giờ thì các bạn có thể là sử dụng iPhone một cách bình thường rồi nhá. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể khắc phục được cái tình trạng đó là iPhone của chúng ta bị tối đen màn hình, người khác gọi điện đến thì vẫn đổ chuông nhá, hoặc là rung. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.